ba chị em hot girl cùng với lại cô Sóc Trăng đúng không chị? Ở Sóc Trăng hả? Ba cô tiên, bốn cô tiên. Ba cô tiên. Bốn cô tiên là tới chú Vũ Linh nha, về cho nằm mơ luôn đó. Dạ. Cái này là hoa của con đó. Ai đồ. Về rồi của con làm từ thiện ở dưới quê á. À, à, à. Chú làm cầu chú báo mộng cho cô luôn. Báo mộng cho cô đi làm từ thiện ở dưới đó. Trời ơi tiền rồi quá cô ơi. Đấy lên đây phải thăm chú được. Dạ. Trời ơi. Bà đem trái cây đồ hoa đồ rất là nhiều đến chú là không xong. Em gái xinh đẹp đang nha. Sắp lên. Trái cây mang đến cũng ở con xúc động lắm chị Linh. Rất là quý quá à, cô chú anh chị và các bạn này đến từ Sóc Trăng nhé. Rồi vậy là đến cái từ vùng miền mà bánh bía nổi tiếng Sóc Trăng hả cô, phải không cô? Đúng rồi, bánh bía nổi tiếng sạch sản luôn. Cậu thích ăn bánh bía mọi người. Hôm nay chị đã ăn bánh bía sạch sản. Cái này con thanh kim vệ. Để bánh bía cái loại nha. Bỏ là cô mang qua để bên ngoài của thanh kim vệ. Nói gì hết vậy anh Vũ Linh? Nói từ nãy giờ rồi. Sao cô nói là cô nằm mơ thấy cậu. Cậu báo mộng cho cô là xài cái cậu quá. Mình tên là nghệ sĩ Vũ Linh. Cậu trẻ đó. Cô hồi nãy nói hồi nãy chú báo mộng về xây cầu ở quê Sóc Trăng á các bạn. Bông nó là bông cúc trắng mà bông cúc trắng nếu mà cao quá rồi mẹ bớt ba cô tiên là cô tiên không à? Ba chị em không biết là ai là chị cả nha. Chị cả là chị đậu nón á. Chị cả đậu nón. Chị chị thứ hai. Chị Út. Út hả? Út rất là đẹp gái nha. Vậy là mình đoán đúng rồi. Nhà có ba nàng tiên hả? Dạ có bốn người là bốn người lăn nữa hả? À, còn anh trai đi làm là được một anh trai. Thì đương sự nói là cô là chung ra ba người con gái ai cũng đẹp hết á, giống như ba nàng tiên như con đẹp như cô luôn. Cô trẻ chắc là đẹp lắm hả cô? Hả? Con trẻ chắc dễ thương. Mẹ con mà áo trắng đúng không? Quá quá vậy là hai đứa có mẹ áo trắng đúng không? Ủa thì đứa khác mẹ hả? Con mẹ áo trắng đúng không? Dạ. Con mẹ. Cô đi từ bây giờ. Con là mẹ nó mấy ngày rồi mà không có rảnh, mấy đứa con nó mất mà làm, có được rảnh. Dạ, bữa nay mới giận đây là thứ tư đó là Út. Quá đấy. Em nói đúng không em? Đúng rồi, đúng rồi. Con trai nữa. Đây đúng là thử cho em. Hai anh chị xin phép ba chị đứng chung em chụp bao hình tiện mà. Dễ thương quá. Chị đứng chung với bác chụp bao hình làm kỷ niệm. Ba chị luôn. Ủa con hai đứa cháu đúng rồi ta. Trời ơi đang đông vắng hả? Trời xin khóc rồi đó. Đây là đại gia đình của cô. À đại gia đình mọi người. Rồi cô lấy nhìn vô máy nè. Nhìn vô máy con này cô ơi.
Quá đó luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ nhường chỗ cho bà con cô bác để vào viếng nha. Trời bắt đầu cũng chuyển mưa luôn rồi bà con ơi. Ha, sắp mưa luôn rồi. Nghĩ rằng là tối nay là mưa rồi đó. Rồi bắt đầu rớt một mưa luôn rồi. Thấy bác vừa tới là nước mắt rưng rưng. Tại dưới số cam lên đây cảm ơn đại gia đình luôn nhé. Cảm ơn đại gia đình lên trên đây để hấp nhang cho cô nghệ sĩ Vũ Linh. Chắc là mình đi viếng mộ xung quanh đúng không chị? Đi đường nào? Ủa hay lắm nha. Đi đường này ha. Cảm đại đây đi rồi thôi. Trời mưa. Rồi hai con tên gì? Mưa rồi các bạn ơi. Ơi còn lắm. Su hả? Su. Anh giữ mẫu rất là đẹp trai nha. Đẹp trai không? chú Vũ Linh cùng gia đình rồi cô chú anh em mà đến đẹp gái giống mẹ đúng rồi ta. Em xin ghép máy ở đây nha. Rồi Út ơi.